Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Tập Yếu Sớ Tinh Hoa Cuốn 1. Tịnh Không Pháp Sư Chủ Giảng. Địa điểm: Chùa Nguyên Hanh Tự, Cao Hùng, Đài Loan. Thời gian: tháng 12 năm 1993. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, hôm qua giảng đến phần Bồ Tát Hạnh, Tam Phước, Lục Hòa, Tam Học, Lục Độ. Hôm nay thì là nhập vào chánh đề của chúng ta, đó là Thập Đại Nguyện Vương. Thập nguyện này tức là Tam Học, Lục Độ giảng rộng ra. Vì vậy nên Thế Tôn trên hội Hoa Nghiêm nói với chúng ta: Bồ Tát nếu như không tu hạnh Phổ Hiền thì không thể viên thành Phật Đạo, nói một cách khác thì không thể chứng đắc cứu cánh viên mãn Phật. Thiên Thai Đại Sư nói với chúng ta: Phật có bốn hạng, tức là Tạng, Thông, Biệt Viên, Tứ Giáo Phật. Trong Hoa Nghiêm nói đến cứu cánh viên mãn Phật, tức là viên giáo Phật, phân biệt với biệt giáo, thông giáo và tạng giáo có chỗ khác nhau. Nguyên nhân là tại đâu vậy? Cứu cánh Phật quả nhất định là sự xứng tánh viên mãn, cho nên Phổ Hiền Hạnh không chỉ là nguyện xứng tánh mà còn là hạnh xứng tánh. Người sơ học như chúng ta tuy làm không nổi, nhưng phải biết tương lai sẽ dần dần hướng về cảnh giới này nâng lên thì là đúng. Nếu như hiện nay tu được, đương nhiên thì càng thù thắng. Tu học Phổ Hiền Đại Nguyện đối với việc tăng cao phẩm vị lúc vãng sanh của chúng ta có sự giúp ích rất lớn. Cho nên có thể y theo phương pháp này tu hành, bất luận tu bao nhiêu đều có công đức thù thắng bất khả tư nghị. Cương lĩnh của Phổ Hiền Bồ Tát Thành Môn có 10 điều, tức là Thập Đại Nguyện Vương. Đoạn thứ nhất trong phần giảng nghĩa của chúng ta là đem danh xưng của 10 điều này đều liệt kê ra rồi. Vậy 10 điều này chư vị đồng tu thấy đều rất quen thuộc, có chẳng ít người trong khóa tụng sáng tối đều niệm: Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, đều niệm rất thuộc. Tuy hành niệm nhưng ý nghĩa cảnh giới
rất khó thể hội được. Đương nhiên, trên mặt hành trì có thể cùng mười nguyện tương ưng thì càng chẳng dễ dàng. Nét đặc sắc của mười nguyện thì trong mấy điều dưới đây đã hiển thị ra rồi. Điều thứ nhất chúng ta chẳng cần phải niệm. Điều thứ nhì nói: tất dĩ thanh tịnh thân ngữ ý nghiệp, thường tu lễ kính. Trong mười điều cử ra một, cử ra điều một. Lễ là lễ phép, là lễ tiết. Chúng ta đối người phải có lễ, đối người phải có lễ. Trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện chẳng những dạy chúng ta đối người phải có lễ, chúng ta đối vật cũng phải có lễ, đối sự cũng phải có lễ. Người thế gian này nói lễ chỉ nói đến đối người, không có nói đến đối vật, đối sự. Có thể thấy được cái hạnh Phổ Hiền này, cảnh giới của nó là vô cùng rộng lớn, vô cùng vi tế. Cho nên là Pháp Thân Đại Sĩ, Đại Bồ Tát chỗ tu. Lễ đây là bên ngoài, kính là nội tâm. Tâm phải chí thành cung kính. Còn bên ngoài thì sao? Nhất định phải hợp với lễ tiết. Chữ lễ này là có tiết độ, không thể thái quá, cũng không thể không đủ. Tỷ như trong xã hội hiện đại, tập quán của chúng ta lễ kính nhất là ba cái cúc cung. Vào thời xưa chúng ta chẳng nói, vì chúng ta là người thời nay, lễ tiết của thời nay lễ kính nhất là ba cái cúc cung. Nếu như nói tôi muốn đặc biệt cung kính một tí, tôi dùng bốn cái cúc cung được không? Không thể được, không hợp lễ, thái quá rồi. Ba cái tức là tiết độ, lễ là có tiết độ. Vì tôi vô cùng cung kính, hà tất phải trên hình thức phiền phức như vậy? Một cái cúc cung thì cũng được rồi, một cái cúc cung cũng không được, không tới, thiếu rồi. Còn bốn cái cúc cung thì lại quá đáng, cho nên không đủ hoặc là quá đáng đều không hợp lễ, đều không hợp lễ. Tại sao vậy? Không tới tức là không đủ, tỏ ra anh ngạo mạn. Còn quá đáng thì tỏ ra anh nịnh hót bỡ đỡ. Cho nên nó có một tiết độ nhất định. Cách này thì mọi người xem thấy rất là bình thường, cho nên nó có tiết độ. Bồ Tát với hạng người thông thường chúng ta phải nhìn xem tu học những pháp môn này, xét cho cùng có những chỗ nào khác nhau. Điều này chúng ta phải lưu ý, chúng ta phải học tập. Vậy trong một điều này thấy được là thanh tịnh thân ngữ ý nghiệp. Chúng ta phải chú ý chữ thanh tịnh. Thanh tịnh tức là chân tâm. Chân tâm là thanh tịnh. Chân tâm xưa nay không nhiễm. Cái tâm nhiễm ô đó là vọng tâm. Vọng tâm mới nhiễm, chân tâm không nhiễm. Nhất tâm không nhiễm, nhị tâm thì mới nhiễm ô. Chứ vậy phải biết nhất tâm đó là chân tâm, nhị tâm thì là vọng tâm. Từ chỗ này
chúng ta tỉ mỉ để thể hội sự sai biệt của chân tâm và vọng tâm, cũng không khó thể hội được cái gì gọi là nhị tâm. Trong tâm này có cái niệm tức là nhị tâm. Khi không có niệm là nhất tâm, đã có niệm thì là nhị tâm rồi. Chúng ta gọi là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm thì là rơi vào trong vọng tâm, rơi vào trong tâm nhiễm ô thì tâm không thanh tịnh. Vậy thì khi nhất tâm không khởi vọng niệm, lúc bây giờ chúng ta có hay không? Có. Quả thật là có. Chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, khi không khởi tâm động niệm cũng rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Lúc đó chúng ta dụng tâm cùng với chư Phật Như Lai dụng tâm, thật tại mà nói không có khác biệt. Chư Phật Bồ Tát họ có năng lực bảo trì lấy, gọi là thường trụ chân tâm. Họ bảo trì, vĩnh viễn bảo trì. Còn phàm phu chúng ta không thể bảo trì. Thời gian của chân tâm hiện tiền rất ngắn. Niệm thứ nhất là chân tâm, đến niệm thứ nhì thì là mê rồi, thì là vọng rồi. Niệm thứ nhì tức là khởi tâm động niệm thì có thị phi nhân ngã, thì có phân biệt chấp trước rồi. Thị phi nhân ngã, phân biệt chấp trước là vọng tâm, trong chân tâm không có. Vì nói một cách khác, trong thanh tịnh tâm chẳng có. Bồ Tát dùng chân tâm, Bồ Tát dùng thanh tịnh tâm, thường tu lễ kính. Trong tam nghiệp này, quan trọng nhất là ý nghiệp. Ý nghiệp là tâm. Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh. Lấy thân thanh tịnh để tu lễ, lấy tâm thanh tịnh cung kính, lễ kính đều ở trên thanh tịnh, tam nghiệp thanh tịnh. Đây là đáng cho chúng ta học tập. Tam nghiệp quả nhiên thanh tịnh thì thân tâm chắc chắn mạnh khỏe. Ngày đó thì được tự tại vui vẻ, thân tâm khỏe mạnh, đương nhiên tự tại vui vẻ. Trong Phật môn chúng ta nói pháp hỷ sung mãn. Cầu pháp hỷ sung mãn này tức là tự tại, tức là vui vẻ. Thường tu lễ kính, chú trọng ở chữ thường. Cái này là hiện tượng sai biệt giữa chư Phật Bồ Tát với chúng ta là tại một chữ thường kia. Thường là gì? Là xưa nay không có gián đoạn. Vậy chúng ta tu lễ kính mà thân tâm chẳng thanh tịnh thì đây không phải phổ hiền hạnh. Chúng ta tu lễ kính chẳng thường, thời thời gián đoạn. Chữ thường này thực tại mà nói tức là Đại Thế Chí Bồ Tát nói đến đó, tương kế, tịnh niệm tương kế. Chúng ta không thể tương kế, thường thường gián đoạn. Còn người ta không gián đoạn.
Đệ tử Phật mỗi ngày vào khóa tụng đều phải lễ Phật, vào khóa sáng phải lễ Phật, vào khóa tối cũng phải lễ Phật. Lễ Phật là nghĩa gì? Lễ Phật là dạy cho chúng ta thường tu lễ kính. Chúng ta phải đem cái tâm cung kính để lễ kính chư Phật Như Lai của chính mình, để lễ kính tất cả chúng sanh. Quyết định không có sai khác. Sự cung kính của tôi đối với Phật với sự cung kính đối với tất cả chúng sanh kia có sai khác thì là sai rồi. Đó tức không phải là phổ hiền hạnh. Trong phổ hiền hạnh là bình đẳng, không có sai biệt. Đối Phật cung kính như thế nào thì đối với chúng sanh cũng cung kính như nhau. Đây là phổ hiền hạnh. Chẳng những đối với tất cả người phải cung kính, mà đối với tất cả chúng sanh, chúng sanh này bao gồm động vật, trong cửu pháp giới chúng sanh, hướng lên trên có Bồ Tát, có Duyên Giác, có Thanh Văn. Duyên Giác tức là Bích Chi Phật, Thanh Văn tức là A-La-Hán. Có trời, có A-tu-la, có súc sanh, có ngạ quỷ, có địa ngục. Đây đều là chúng sanh. Cả thảy đều phải lễ kính. Vả lại, sự lễ kính cùng với chư Phật Như Lai không có sai biệt. Chúng ta phải làm được như vậy. Cho nên, phổ hiền hạnh không dễ tu. Chúng ta đối người cung kính, còn đối với loài muỗi, loài kiến có cung kính không? Đối với loài muỗi, loài kiến không cung kính, vậy thì là không được. Đây không phải là phổ hiền hạnh. Chúng ta đối với một nhóm quỷ thần có cung kính không? Ở Đài Loan, trong dân gian lễ lại, nhóm quỷ thần đó, chúng ta dùng thái độ gì đối với họ? Trong các tôn giáo khác, lễ lại nhóm thiên thần kia, chúng ta đối với họ có lễ kính không? Phải lễ kính như nhau. Nếu như nói rằng, ồ, đây là ngoại giáo, chúng ta đối với họ có thể không cần lễ kính, đó là sai rồi. Anh tu đó không phải là phổ hiền hạnh. Phổ hiền hạnh nhất định phải nhất luật bình đẳng lễ kính. Vậy có lẽ chúng ta phải hỏi, chúng ta nhìn thấy Phật phải tam quỳ tam khấu đầu thì phải ba lạy. Vậy chúng ta đến nơi giáo đường Cơ Đốc giáo, chúng ta nhìn thấy thập tự giá, có phải cũng quỳ xuống lại ba lạy không? Tôi thấy bên đường lộ có miếu thổ địa, anh đến trước mặt thổ địa, có phải cũng phải quỳ ở đó để lại ba lạy không? Nếu anh đến đó quỳ lại ba lạy, người ta nhìn thấy anh, cho anh là Phật giáo đồ có bệnh thần kinh, không bình thường, có vấn đề. Vậy nếu tôi không lạy thì không phải là hạnh phổ hiền rồi. Điều này nhất định phải biết lễ tiết. Cơ Đốc giáo có lễ tiết của Cơ Đốc giáo, Thiền Chúa giáo có lễ tiết của Thiền Chúa giáo. Đến nơi đó của họ phải dùng lễ tiết của họ thì là đúng. Đó là chẳng sai. Chúng ta đệ tử Phật gặp miếu của quỷ thần,
Chúng ta chắp tay xá chào, nghi thức này khác nhau. Chúng ta thấy Phật Bồ Tát quỳ lại, thấy quỷ thần chắp tay xá chào. Tâm cung kính ấy của chúng ta không có sai biệt. Cái tâm cung kính quỷ thần với cái tâm cung kính chư Phật như nhau. Vậy chúng ta gặp người, người thời nay gặp mặt là gật đầu, chúng ta cũng gật đầu. Nhưng cái tâm cung kính cùng với sự tôn kính đối với chư Phật Như Lai của chúng ta cũng không có sai biệt. Hành thì trên nghi thức có sai biệt, trên nghi thức phải tùy tục, tùy theo thế gian pháp. Còn cái tâm cung kính kia một tí đều chẳng thay đổi. Đây là phổ hiền hạnh. Chúng ta cần nên biết, phải hết lòng nỗ lực để học tập. Phải học tập. Điều thứ ba nói, hư không giới tận, ngã lễ nại tận. Có thể thấy được câu thường tu lễ kính kia của Ngài, chữ thường đó là chân thường, đó không phải là chữ thường giả dối. Thông thường tức là trong Phật Pháp chúng ta cũng thường nói, phần nhiều đều nói tận hình thọ, tức là chúng ta nói trong tam quy y. Tam quy y phải mất bao nhiêu thời gian, phải tận hình thọ. Tận hình thọ tức là một đời. Tôi sống được một ngày, tôi quy y một ngày, nhưng phổ hiền hạnh thì sao? Chẳng phải một đời. Phổ hiền hạnh là đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn, không gián đoạn. Hư không giới là không thể cùng tận. Cái lễ kính chỗ tu của Phổ Hiền Bồ Tát đó là vĩnh hằng, chân thường, cũng là vĩnh viễn, không có cùng tận. Có thể thấy cái tâm lượng này của Bồ Tát đích thật là đã bao trùm cả hư không pháp giới. Đây tức là xứng tánh viên mãn. Dùng phương pháp này thì đây gọi là tu đức. Lấy cách tu đức đem tánh đức của chúng ta hoàn toàn hiển lộ ra, đó là thành viên mãn Phật rồi. Đây thì mình minh tâm kiến tánh thành Phật rồi. Đây là thấy viên mãn tánh thành viên mãn Phật. Vì thì cách tu này, phương pháp tu hành này, có thể thấy nó quả thật là trọng yếu. Thích Ca Mâu Ni Phật không có nói sai. Không tu cái hạnh này thì không thể viên thành Phật đạo. Nói một cách khác, không thể viên mãn thấy tánh. Niệm niệm tương tục vô hữu gián đoạn, thân ngữ ý nghiệp vô hữu bì yếm. Niệm niệm là tận tâm, bất luận là đối với người, đối sự, đối vật, đó là sự hành trì trên sự tướng. Tâm hành đều không có gián đoạn. Sự lễ kính đối với người trên đại đệ chúng ta có thể hiểu rõ. Quan trọng nhất là thanh tịnh tâm, tức là không thể có phân biệt, không thể có chấp trước. Đây là người thiện, kẻ kia là người ác. Người này tôi cung kính hắn, kẻ kia tôi chán ghét hắn. Anh có cái phân biệt chấp trước này thì chỗ anh tu đó chẳng phải là phổ hiền hạnh. Không phải phổ hiền hạnh. Cho nên trong Phật Pháp Đại Tiểu Thừa vẫn còn có một ít loại phân biệt chấp trước vì thế này. Nhưng trong phổ hiền hạnh không có.
thanh tịnh, bình đẳng. Đây là chỗ khác biệt giữa Phổ Hiền hạnh và Bồ Tát hạnh thông thường. Trong đoạn này, chúng ta phải nói một tế cầu vô hữu bì yếm. Bì là mỏi mệt, còn yếm là phiền chán. Không mỏi mệt, không phiền chán, đây thì là rất hiếm có. Làm sao mới có thể làm được? Tôi tin tưởng có rất nhiều đồng tu đối với hai chữ này đều rất quan tâm. Tỷ như anh nói, giả như chúng ta niệm Phật, chúng ta niệm Phật nếu không mỏi mệt, vì một ngày 24 tiếng cứ niệm luôn thì hay biết mấy. Tại sao vừa mới niệm thì là mệt ngay, vừa niệm thì là ngủ gục, niệm nhiều thì phiền chán. Có rất nhiều người niệm Phật sau khi niệm được vài năm thì họ không niệm nữa. Vì sao? Vì phiền chán. Niệm đến phiền chán, tại sao Phổ Hiền Bồ Tát có thể không mỏi mệt, không phiền chán? Chư vị nên biết cái then chốt của nó là ở dụng tâm khác nhau. Người ta dùng thanh tịnh tâm, thanh tịnh tâm thì làm sao có thể mỏi mệt chứ, sao có thể có phiền chán chứ. Chúng ta vì sao bất luận làm việc gì, một sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần rồi thì là phiền chán. Thời gian hơi dài một tí thì là mỏi mệt rồi. Chúng ta dùng cái tâm đó là tâm phân biệt, là tâm ô nhiễm. Tỷ như hôm nay tôi làm việc quá giờ rồi, ôi chào, hôm nay rất mỏi mệt, thì là mỏi mệt. Hơn nữa là công việc mình làm đó chính mình không ưa thích lắm thì phiền chán, mỏi mệt rất dễ sanh ra. Nếu như công việc này mình ưa thích thì là tốt hơn rất nhiều. Tục ngữ chúng ta thường nói, người gặp việc mừng tinh thần sảng khoái. Việc mình thấy ưa thích và cao hứng thì dù cho làm thời gian có dài hơn, họ cũng không thấy mệt mỏi, tinh thần lại càng no đầy. Là vì ưa thích cho nên không ưa thích thì công việc rất dễ thấy mỏi mệt. Có thể thấy rằng nhân tố trên tâm lý, tâm lý gì đây? Vọng tâm không phải chân tâm. Bồ Tát dùng chân tâm cho nên vĩnh viễn không có cái tướng mỏi mệt, vĩnh viễn không có cái tướng giải đãi, vĩnh viễn không có cái tướng phiền chán. Đây là chúng ta phải học tập, đem cái đạo lý này hiểu rõ rồi, sự thật rõ ràng rồi, chúng ta tự mình trong công tác ngày thường phải dùng thanh tịnh tâm thì lượng công việc của anh dù có nhiều hơn, có rườm rà hơn, nhọc mệt hơn, anh sẽ không mỏi mệt, anh sẽ không phiền chán. Đó tức là Phổ Hiền hạnh. Cái công phu tu học đó anh đã có được vài phần lợi ích, cho nên dùng tâm thanh tịnh để làm, dùng tâm hoan hỷ để làm, dùng tâm lợi ích chúng sanh để làm, thì tại hiện tiền có thể giảm thiểu sự mỏi mệt phiền chán của chúng ta, có thể giảm thiểu. Một đoạn dưới đây là cử ra thí dụ dạy cho chúng ta tu học. Ta bà thế giới tỳ lô giá na Như Lai. Ta bà là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là kham nhẫn.
Thế giới này rất khổ. Chúng sanh trong cái thế giới này, họ đều có thể nhẫn chịu được sự kham nhẫn này, tức là có thể nhẫn chịu được những khổ nạn này, cho nên gọi là kham nhẫn. Kham là có thể, một cái thế giới có thể nhẫn chịu các thứ khổ nạn như thế đó. Tỳ Lô Giá Na Như Lai là giáo chủ của thế giới Ta Bà của chúng ta. Thông thường chúng ta đều cho rằng Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo chủ của thế giới Ta Bà chúng ta, là bổn sư của chúng ta. Đây là vì Thích Ca Mâu Ni Phật thể hiện tại trên trái đất chúng ta. 3000 năm trước giáng sanh tại miền Bắc Ấn Độ, tức là Nepal bây giờ, giáng sanh tại địa phương này thể hiện tu hành chứng quả hoằng pháp lợi sanh. Đây là ứng hóa thân của bổn sư. Phật có 3 thân: pháp thân, báo thân, ứng thân. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta là ứng thân, còn pháp thân của ngài tên gọi là gì? Pháp thân là Tỳ Lô Giá Na. Cho nên Tỳ Lô Giá Na Phật tức là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là ứng thân của Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na là pháp thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một người. Tỳ Lô Giá Na là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là biến nhất thiết xứ. Pháp thân không có hình tướng. Pháp thân rốt cuộc là gì? Nếu như dùng danh từ hiện đại của triết học mà nói, chúng ta so ra thì thể hội dễ dàng hơn, tức là cái bản thể của vũ trụ vạn hữu trong triết học chỗ nói đến. Tất cả vạn sự vạn pháp của vũ trụ là từ đâu đến? Là từ cái thể này biến hiện ra, từ cái bản thể này sanh ra. Cái bản thể này trong Phật pháp gọi là pháp thân. Cho nên pháp thân không có hình tướng, pháp thân biến nhất thiết xứ. Tuy không có hình tướng, nhưng pháp thân có thể biến hiện tất cả hình tướng. Ý nghĩa này cũng không dễ hiểu. Chúng ta lại dùng một tỷ dụ để nói. Hiện nay, hầu như mỗi người trong nhà đều có máy truyền hình. Anh xem tiết mục trong máy truyền hình rất nhiều, mọi người xem không chán. Cái màn ảnh của máy truyền hình thì ví như là pháp thân, màn ảnh cái gì cũng không có, nhưng tất cả hiện tướng đều từ đó hiện ra. Nếu không có nó thì hiện không ra tướng. Những cái tướng hiện đó tức là ứng hóa thân, cái thể năng hiện đó tức là pháp thân. Pháp thân không có tướng, pháp thân có thể hiện tất cả tướng. Pháp thân là bản thể chân chánh, pháp thân là chân ngã, ứng thân là giả ngã. Tại sao vậy? Cái tướng này là sanh diệt, còn thể là bất sanh bất diệt. Tướng bất luận sanh diệt như thế nào, bất luận biến hóa như thế nào, thể vẫn là bất sanh bất diệt. Thể đích thật cùng tất cả pháp sanh diệt chẳng có liên can. Tất cả pháp sanh diệt quyết không nhiễm ô bản thể. Giống như hình ảnh của máy truyền hình,
dù hình ảnh có phức tạp hơn nữa cũng chẳng có đem màn ảnh nhiễm ô tí nào cả, là giống như thế đó. Cho nên quý vị từ trong tỷ dụ này đi thể hội tỉ mỉ. Nếu như anh hiểu rõ rồi, rõ ràng rồi, biết được tận hư không biến pháp giới, ồ thì ra vốn là chính mình đấy mà. Vậy thì xin chúc mừng anh đã chứng được thanh tịnh pháp thân rồi đó. Anh ít nhất cũng là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, tức là biết được vũ trụ vạn hữu là chân tâm bản tánh của chính mình chỗ biến hiện ra. Cái pháp thân này tức là chân tâm, pháp thân tức là bản tánh, tức là chân như. Trong kinh Phật có mấy mươi cái danh từ, nhưng đều nói đến một sự việc. Vậy Phật tại sao cùng một việc mà nói nhiều danh từ như vậy? Vì Ngài có dụng ý đặc biệt của Ngài, tức là bảo anh đừng nên chấp trước. Danh khả danh, phi thường danh, chỉ cần cái tên này là nói sự việc này thì tên chi cũng được cả. Đừng nên đi so đo, đừng nên đi chấp trước. Cách này là bảo chúng ta lìa tướng danh tự. Lìa tướng danh tự thì anh thấy được chân tướng của sự thật. Đây là thủ đoạn giáo hóa rất cao minh của Phật. Vậy thì đây đã nói pháp thân, báo thân, ứng thân đều ở ngay trong đó rồi. Ba thân này là một thể. Tùng sơ phát tâm, tinh tấn bất thối. Phật là gương mẫu của chúng ta. Chúng ta nên hướng về Ngài học tập. Chúng ta sau khi phát tâm rồi có thể thối chuyển, còn Ngài phát tâm thì không thối chuyển. Cho nên người ta thành Phật rồi, người ta thành tựu rồi, chúng ta phát tâm cũng rất hiếm có, nhưng thối chuyển rất nhanh. Cho nên từ vô thủy kiếp đến ngày nay chúng ta vẫn chưa thành tựu. Trong kinh Đại Thừa dạy cho chúng ta lục niệm. Đây là của Bồ Tát Đại Thừa học. Trong lục niệm, phần trước là niệm Tam Bảo, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Phần sau là niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Thí là bố thí, là một điều quan trọng nhất của Bồ Tát hành môn. Còn niệm giới là trì giới, thủ pháp. Cái sau cùng là niệm thiên. Niệm thiên là nghĩa gì? Thiên này không phải là thượng đế trên trời, không phải thiên thần, mà là nói về Đại Phạm Thiên Vương. Đại Phạm Thiên Vương là thập địa Bồ Tát hóa thân, Bồ Tát của Pháp Vân Địa, ở nơi Đại Phạm Thiên tu hành, thể hiện thân phận của Đại Phạm Thiên Vương, tự hành hóa tha. Phật vì sao bảo chúng ta phải niệm người này? Vì người này ở lúc vô thủy kiếp, chúng ta cùng họ đồng thời phát tâm, phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Đạo. Người ta tinh tấn bất thối, trải qua thời gian lâu dài như vậy, họ đã chứng được Pháp Vân Địa Bồ Tát, chứng đến thập địa rồi. Địa vị cao như vậy, lại tiếp tục đi lên nữa thì là đẳng giác. Lại nghĩ đến mình vì sau khi phát tâm rồi thì lại thối chuyển, vừa mới thối chuyển thì thổi đến quá xa, thổi đến trình độ như chúng ta hiện nay,
khiến chúng ta nhìn họ nghĩ đến trước kia sanh lòng hổ thẹn là ý nghĩa này. Chúng ta phải làm thế nào? Đứng ngang hàng với vị lão đồng tham này, cùng họ có địa vị chứng đắc ngang nhau như nhau. Nếu như chiếu theo pháp môn thông thường để tu học, chúng ta cũng phải tu đến ba đại A Tăng kỳ kiếp nhiên hậu mới đến được vị thứ này của họ. Thời gian này quá dài. Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Sanh đến tịnh độ thì rất nhanh sẽ đuổi kịp vị lão đồng tham của chúng ta. Vị lão đồng tham này là ở vị thứ Pháp Vân Địa Bồ Tát, cho nên đến được Tây Phương Thế Giới đích thật thời gian rất ngắn thì chứng được quả vị của họ. Khi chúng ta chưa chứng được tại Tây Phương Thế Giới được A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần gia trì, vừa sanh đến Tây Phương Thế Giới, trí tuệ đức năng thần thông của chúng ta cùng với Thập Địa Bồ Tát không có sai khác. Nhưng phải biết đây không phải là năng lực của mình, không phải tự mình chứng đắc, là nhờ A Di Đà Phật oai thần gia trì, cần phải gia trì đến một đoạn thời gian. Khi chúng ta tự mình chứng đắc rồi, trí tuệ năng lực của chính chúng ta tất cả thảy đều khôi phục rồi, đến lúc đó A Di Đà Phật có gia trì nữa hay không, không sao cả, năng lực của chúng ta đã khôi phục rồi. Một ngày mà năng lực chúng ta chưa khôi phục thì A Di Đà Phật gia trì một ngày. Cho nên Tây Phương Thế Giới bất khả tư nghị đấy. Hạ phẩm vãng sanh phải mất 12 kiếp mới hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, mới đạt đến bước đường này. Nhưng ở trong 12 kiếp kia, A Di Đà Phật bổ nguyện oai thần gia trì tương đương năng lực này, tương đương chúng ta vừa sanh đến Tây Phương Thế Giới thì có được trí tuệ thần thông đức năng như Thập Địa Bồ Tát. Vừa sanh đến Tây Phương Thế Giới thì có được. Nên pháp môn này gọi là nan tín chi pháp, không phải chỉ phàm phu khó tin, mà nhóm đại Bồ Tát kia cũng đều khó tin. Cho nên nếu anh đem sự thật này hiểu rõ rồi thì Tây Phương Cực Lạc Thế Giới anh sẽ phải vỗ ngực bảo rằng tôi không đi không được, nhất định phải đi. Sự quyết tâm kiên định này thì niềm tin tự nhiên sẽ sanh ra. Vì sao anh đối với pháp môn này, tịnh độ này hoặc tin hoặc nghi, hoặc gián đoạn hoặc tiếp tục vậy? Là vì đối với trạng huống của cảnh giới Tây Phương chưa rõ ràng, anh vẫn còn hoài nghi đấy. Nếu như quả thật rõ ràng rồi, đoạn nghi sanh tín, có tín có nguyện quyết định được sanh. Cho nên đây là tình tiến bất thối, dĩ bất khả thuyết, bất khả thuyết thần mạng nhi vị bố thí. Đây là nói họ ở trong giữa vô lượng kiếp tu hành Bồ Tát hành môn. Một cái bố thí thì toàn bộ đều bao quát cả. Chúng ta đã biết lúc đó là lúc đại cương lĩnh của Bồ Tát hành môn. Lúc đó triển khai tức là vạn hạnh. Lúc đó vạn hạnh. Lúc đó này, nếu như chúng ta lại đem nó quy nạp tức là một việc bố thí, có thể nói bố thí tức là Bồ Tát vạn hạnh. Tại sao vậy? Trong bố thí có ba thứ:
ba đại loại: có tài bố thí, có pháp bố thí, có vô ý bố thí. Chúng ta thử xem trong lục độ, phía sau ngũ độ, trì giới nhẫn nhục là thuộc về vô ý bố thí. Thế nào là vô ý? Là người trì giới này, chúng sanh nhìn thấy sẽ không sợ sệt, không khủng bố. Người này đã thọ, người này đã thọ ngũ giới rồi, thọ Bồ Tát giới rồi, họ không trộm cắp. Chúng ta tiền bạc lộ ra họ thấy được, không sao cả, họ sẽ không trộm của chúng ta. Bày ra ở đó cũng rất yên tâm, họ không trộm cắp, đây là vô ý. Tâm của chúng sanh có thể yên, cho nên nó thuộc về vô ý bố thí. Chúng ta nói chuyện đắc tội với họ, họ cũng sẽ không trách chúng ta. Họ trì giới mà, họ sẽ không não hại chúng sanh. Còn nhẫn nhục ba la mật cũng là thuộc về vô ý bố thí. Tỷ như khi nãy chúng ta vừa nói, chúng ta đắc tội với người này, họ sẽ chẳng trả thù, họ có thể nhẫn nhục. Cho nên trì giới và nhẫn nhục đều là thuộc về vô ý bố thí. Tinh tấn thiền định bát nhã là thuộc về pháp bố thí. Cho nên một việc bố thí đã đem năm độ ở phía sau đều bao quát cả. Cho nên chỗ này nói một việc bố thí tức là đem hành môn vô lượng vô biên của Bồ Tát đều bao gồm cả trong đó. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Vậy thì họ là lấy thân mạng để làm bố thí. Cách bố thí này được triệt để đấy, khó xả mà xả được. Họ bố thí cách nào đấy? Bát bì vì chỉ, tích cốt vì bút, trích huyết vì mạch, thư tả kinh điển. Vào thời xưa, nghe đến Phật Pháp, có được pháp hỷ, muốn đem những câu trong kinh điển viết ra để truyền cho kẻ khác. Lúc ấy tìm không ra công cụ để viết thì làm sao đây? Lột da mình để làm giấy viết trên da này, lấy xương của mình để làm bút, lấy máu làm mực. Đương nhiên đây không phải dạy cho chúng ta mỗi người đều học theo cách này. Đây là cử ra một thí dụ là khó làm mà làm được. Nói rõ trong tất cả sự bố thí, pháp bố thí là đệ nhất. Chúng tôi ở phần sau sẽ còn giảng đến. Nguyện thứ ba giảng đến rộng tu cúng dường. Anh xem, Bồ Tát nói tu bố thí, còn Phổ Hiền Bồ Tát thì nói cúng dường, không nói bố thí. Là bằng cái tên, cái tâm cung kính nhất, xưng là cúng dường. Chúng ta đối với Phật Bồ Tát, bố thí gọi là cúng dường, đối với người thường gọi là bố thí. Anh xem cái tâm kia có phân biệt, có sai đẳng. Còn cái tâm của Phổ Hiền Bồ Tát là bình đẳng tâm, thanh tịnh tâm. Đối với Phật Bồ Tát cúng dường, đối với tất cả chúng sanh cũng là cúng dường, không có sai khác. Đây là nói rõ trong tất cả sự bố thí này, pháp bố thí là đệ nhất vậy. Chúng ta ngày nay nói đến tiêu tai diệt tội, tự mình tu, Phật môn tu hành đều chú trọng chánh trợ song tu. Chánh tu
là nhất tâm trì nhân. Nhất tâm tức là thanh tịnh tâm, dùng chân thành tâm, thanh tịnh tâm, cung kính tâm, tín nguyện trì danh, có thể tiêu tài diệt tội. Tội gì dù có trọng đại hơn đều có thể diệt dứt được. Còn trở hạnh kia, Bồ Tát tại đây nêu ra cho chúng ta phương pháp hay vô cùng là tu pháp bố thí, tận tâm tận lực đem Phật pháp giới thiệu cho đại chúng, tiến cử cho đại chúng. Trợ hạnh này giúp cho chúng ta tiêu tài, giúp cho chúng ta diệt tội. Sức mạnh lớn nhất gọi là pháp bố thí. Pháp có rất nhiều thứ, Phật có vô lượng pháp môn. Vậy pháp môn nào công đức lớn nhất? Pháp môn nào có hiệu lực diệt tội mạnh nhất? Anh chỉ cần xem pháp môn nào độ được rất nhiều chúng sanh, pháp môn nào giúp được rất nhiều chúng sanh thành Phật, pháp môn nào có lực lượng diệt tội tiêu tai thì là mạnh đệ nhất. Điều này chẳng cần tôi phải nói, mọi người thấy đều biết cả. Niệm A Di Đà Phật, pháp môn này là đệ nhất vậy. Tự mình phải tu, phải đem pháp môn này đẩy mạnh rộng ra. Chúng ta phải hết lòng để làm. Hiện nay, ngoài việc lưu thông kinh điển của Tịnh Tông, công đức lớn nhất không có gì lớn hơn cái này. Lưu thông băng ghi âm niệm Phật tốt lắm. Chúng ta có khả năng thì làm thêm một số băng ghi âm niệm Phật cùng mọi người kết duyên khắp nơi, tặng cho kẻ khác, khuyên người người đều niệm Phật. Đây tức là pháp bố thí, cùng trong kinh văn chỗ nói không có sai khác. Phần kinh văn phía dưới nói tích như tu di, đây là nói họ đời đời kiếp kiếp tận tâm tận lực, không tiếc hy sinh thân mạng để tu pháp bố thí. Vậy chúng ta tuy không vì kiếp Bồ Tát, ngay có thân mạng này đều xả bỏ được. Chúng ta tối thiểu phải có thể đem sự hưởng thụ của mình xả đi một phần, vậy là tốt rồi. Phương pháp xả này quả thật có thể ở trước mặt Phật Bồ Tát, trước hình tượng này thỉnh Phật Bồ Tát làm chứng minh cho chúng ta. Chúng ta lập lời thệ nguyện: trong một đời này của tôi, thu nhập hàng năm của tôi, hoặc giả là thu nhập mỗi tháng của tôi lấy ra bao nhiêu phần trăm để cúng dường chư Phật. Sự cúng dường chư Phật này tức là bố thí cho chúng sanh. Chúng sanh tức là chư Phật. Điều này phải biết, chúng sanh tức là chư Phật. Anh cúng dường Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát đâu cần. Phật Bồ Tát có nhận cũng vô dụng thôi. Phật Bồ Tát cần đó là gì? Cần đó là chúng sanh đều có được hạnh phúc, đều có thể lý giải lời dạy của Phật, đều có thể y giáo phụng hành, đều có thể niệm Phật thành Phật. Đây là nguyện vọng của Phật Bồ Tát. Vậy chúng ta tu được pháp bố thí tức là đã thành tựu viên mãn nguyện vọng của Phật Bồ Tát.
Ý nghĩa này trong hành nguyện phẩm giảng được rất thấu triệt, giảng được rất nhiều, rất tường tận. Cho nên tất cả chúng sanh, tức là cái tâm của chư Phật Như Lai, cúng dường tất cả chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật Như Lai. Cho nên chúng ta có thể đem trước tiên sự hưởng thụ từ trên vật chất tinh thần của chính mình giảm thiểu đi vài phần, đem cái này dùng để tu bố thí cúng dường, đặc biệt là pháp bố thí. Trước kia Ấn Quang Đại Sư đã làm cái gương tốt nhất cho chúng ta. Người xuất gia trú ngụ trong tự viện, tất cả sinh hoạt nhận lấy sự chiếu cố của thường trú, tất cả cúng dường của tín đồ không có chỗ dùng. Số tiền này làm sao đây? Lại không thể không nhận. Tín chúng nói, tôi cúng dường pháp sư để trồng ruộng phước. Họ đến để trồng ruộng phước, anh cũng không thể cự tuyệt, không để cho họ trồng. Cái này nói không thông. Vì họ đến trồng thì sao? Nghĩ lại chính mình có phải là ruộng phước hay không? Nếu không phải ruộng phước, vì họ trồng sai rồi, vì thì oan uổng cho họ, chúng ta cũng có lỗi với họ. Bởi thế nên phải biết truyền tay để bố thí cúng dường. Ấn Quang Đại Sư vì chúng ta đã là một cái gương tốt vô cùng cho chúng ta. Ngài đem tất cả cúng dường có được đó làm được một sở Hoằng Hóa Xã tại Linh Nham Sơn Tự ở Tô Châu, thiết lập một sở Hoằng Hóa Xã. Sở Hoằng Hóa Xã này trên thực tế là nơi lưu thông kinh Phật, chúng ta thường thường gọi là sở lưu thông kinh Phật. Ngài lấy cái tên là Hoằng Hóa Xã, chuyên môn ấn tống kinh điển lưu thông. Hoằng Hóa Xã này là phần cúng dường của nhóm tín đồ đối với vị lão pháp sư. Ngài đem toàn bộ để làm công việc này. Chúng tôi tại Thượng Hải, Hộ Quốc Tức Tài Pháp Hội Pháp Ngữ, trong quyển sách nhỏ đó thấy được. Lúc bấy giờ miền Bắc có tai nạn, lão pháp sư đặc biệt từ trong ngân khoản in kinh này lấy ra 3.000 đồng. Lúc đó 3.000 đồng bạc rất lớn, lúc đó là dùng đồng tiền bạc, lấy ra 3.000 đồng bạc để chẩn tay. Cho nên chúng ta từ trong tin tức của Ngài biết rõ, Ngài là toàn bộ đều đem ấn tống kinh Phật bố thí. Gặp tai nạn lớn, Ngài cũng từ trong ngân khoản in kinh lấy ra. Cho nên Ngài trọng pháp đấy. Đối với pháp bố thí đặc biệt coi trọng. Vậy điều này chúng ta cần phải biết.